Ở clip này tôi sẽ nói về cái vòng lưu hoa huyết long nhé, và một trong những cái mặt hàng mà các bác rất là quan tâm, nhiều bác quan tâm hiện nay. Thì cái lưu hoa huyết long này là cái chất gỗ của nó cực kỳ già và nó nhiều vân, vân của nó rất là nhiều, nó như những cái bông hoa mà ở trên trên cái mặt gỗ đây các bác, thì nó gọi là lưu hoa đây, như cái cánh hoa này, này các bác này, cái vân của nó, cái mắt của nó này. Nó như một cái cánh hoa, nó hình bầu dục chứ nó không phải hình tròn. Đó, thì tôi gọi nó là nu hoa, hoa huyết long. Nhiều người gọi là nu gai đấy, nu gai hoặc là nu nu cám cũng được, nó như cám rắc. Gọi là gì cũng được thôi, nó cùng một loại. Thì các bác biết rồi, những cái loại gỗ mà có lu thì nó rất là già, gỗ gỗ cực kỳ già và cực kỳ là lâu năm thì nó mới có lu được. Và không phải cây nào nó cũng có lu các bác nhé. Gần như là 100 cây thì may ra được một vài cây có lu thôi, chứ không phải cây nào nó cũng có lu xù xì ra. Nó là tạo hóa thiên nhiên, cho nên là giá trị của nó rất là cao. Ví dụ cây lu xưa này rất là hiếm, hoặc lu hoàng đàn, hoặc lu ngọc am, lu bách xanh, đó, lu huyết long, thì nó là một trong những cái loại gỗ mà được săn đón rất là nhiều các bác nhé. Gỗ già, vân đẹp, và nó đặc biệt ở cái vân nu này. Rồi còn cái gỗ thịt bình thường thì nó không có cái mắt chấm nu này đâu, đó, thì nó không được gọi là gỗ nu. Còn những cái loại mà nó đã đẹp đẳng cấp như thế này thì nó gọi là nu, lấy tên chung là nu. Còn các cái loại gỗ như là bách xanh, ngọc am, hoàng đàn, huyết long, xưa đỏ, thì những cái loại gỗ mà nó có thể xuất hiện nu ở trên cây ấy thì nó giá trị, cái phần nu nó giá trị rất là cao. Thì tôi giải thích để cho các bác hiểu thêm về cái gỗ gọi là gỗ nu này. Nhiều bác còn chưa hiểu nhiều lắm. Nếu mà các bác theo dõi Mộc Hương nhiều rồi, lâu rồi thì không cần giải thích thêm nữa. Nhưng mà các bác mới thì các bác chưa biết, các bác cũng rất là hay hỏi những cái câu như vậy. Gỗ nu và gỗ bình thường thì nó khác nhau ở chỗ nào? Và hàng nu thì không phải là vòng nào nó cũng giống vòng nào các bác. Nó có hàng nu bình thường, nu ít nu, loại nu đẹp, chọn như này, chọn từng hạt như này thì giá nó sẽ cao hơn một chút so với hàng bình thường. Đó, hàng này gọi là hàng chọn, chọn nu, chọn vân, rất đẹp luôn các bác nhé. Đây, cái nu hoa của nó này, vân nu, hạt nào cũng chọn gần như là rất là đều hạt, nu nhiều, nu gần như nu kín hết xung quanh. Đây các bác nhìn này, đó, vân hoa của nó cực kỳ là nhiều luôn. Và đeo lên tay nó rất là đẹp, nó già gỗ và nó bền, nó xuống màu cực kỳ đẹp theo thời gian. Những cái loại gỗ nu như này thì mình có thể đeo dã chiến, đeo đi công trường, đeo đi công tác, đeo đi làm việc hàng ngày được, vô tư, không ảnh hưởng gì sương gió bão bùng cũng ok hết. Đó, thì cái này nó đã được phủ bóng rất là bền rồi, gần như đeo cực kỳ bền luôn. Tôi có một sợi phủ bóng kính, phủ bóng đẹp lắm, và nó bền, nó siêu bền luôn. Thì đeo nó giữ gỗ và nó giữ vòng cho mình rất là tốt, gần như nó đơn. Bác nào mà thích bền ấy, thích đẹp ấy, thì là sẽ phủ bóng, gần như là phải phủ bóng hết. Còn nếu mà không phủ bóng ấy, nó sẽ xuống màu, nó đen sậm lại rất là xấu, rất là nhanh. Hàng mộc đấy nhá các bác nhá. Đây là cái vòng lu hoa ngọc am 20 ni của tôi. Lu ngọc am thì màu của nó hơi sậm hơn là huyết long. Đó, màu của nó sậm. Lu hoa ngọc am hàng chọn, và tôi ngọc am thì nó có mùi thơm. Nhưng mà chất gỗ của nó khi mà đeo ấy thì nó sẽ không lì bóng, cũng lì bóng nhưng mà nó sẽ không đẹp như là các cái loại
khác, cho nên là tôi phải phủ bóng như này, phủ bóng kính như này, thì gần như là nó không ảnh hưởng gì đến cái chất gỗ bên trong, nó gần như có một lớp bảo vệ rồi. Đeo mưa gió rồi thì nước nôi vô tư thoải mái luôn, gần như là mới. Tôi đeo mấy tháng này, nửa năm này, nhưng mà gần như là mới rồi, mới tinh luôn, không có một cái hề hấn. Dành cho bác nào mà ít chăm sóc rồi ít vệ sinh của nó, cái vòng đeo có thế phủ vào nó đẹp không, cực kỳ đẹp luôn nhé. Có khách gọi thì tí tôi sẽ trả lời, tôi đang tư vấn ở trên này, đang quay clip thì tí tôi sẽ gọi lại. Đây cái nu ngọc am đây, nu hoa nu bông đó. Gọi là nu gai cũng được đó. Thì cái sợi này tuyệt vời luôn đó nhá, sợi này chọn nhiều bác cứ thích thơm, nhưng mà tôi thì tôi ngửi nhiều mùi thơm rồi, tôi không thích thơm, không thích thơm nhiều lắm. Thơm thì tôi để trong hộp như này, tôi không đeo, tôi để trong hộp như này để tôi thi thoảng tôi bỏ ra tôi ngửi cái hương thơm của nó, thưởng thức cái hương thơm của nó thì nó sẽ bền, sẽ đẹp. Còn đấy là các bác sưu tầm đó, hoàng đàn. Còn ví dụ mình đeo ấy, mình phải làm cho cái vòng làm sao nó phải có cái sự đẹp, sự bền, trang sức, nó là trang sức gỗ mà, trang sức gỗ phong thủy mà. Mình đeo cái vòng lên tay nó không đẹp thì trông nó không có cảm tình gì cả các bác. Vòng lên tay là nó phải đẹp, đã đeo là nó phải đẹp, nó lên nước xuống màu đẹp. Thì cái ngọc am này không gì là tốt bằng cái phủ bóng vào, nó mất hương thơm đi cũng không sao cả. Các bác sẽ mua cái vòng khác, các bác ngửi hương thơm. Còn cái vòng mình đeo nó phải đẹp, nó phải đẹp như này thì mình mới thích nó, yêu quý nó được, mình mới đeo nó hàng ngày thường xuyên được. Chứ mà vòng đeo một thời gian nó lại thì xấu, nó xù xì ra thì nó không có cảm tình nữa, mình không có thiện chí với nó nữa, lại bỏ đi. Còn ví dụ các bác mua thì bên tôi vẫn tư vấn cho các bác, ví dụ các bác mua đeo bóng đẹp hay là các bác mua ngửi hương thơm, chất lượng hương thơm của nó thì tùy các bác sẽ chọn những cái loại gỗ nào nó phù hợp. Các bác mua đeo đi công trường hoặc là đeo thường xuyên chẳng hạn thì các bác nên chọn những cái loại gỗ bóng đẹp bền như này, gỗ huyết long rồi nu ngọc am phủ bóng, hoặc là gỗ xưa, hoặc là gỗ tiểu diệp tử đan. Còn nếu mà các bác mua mà vừa bóng vừa đẹp vừa thơm thì có đàn hương này, chất lượng. Còn giá tiền nào thì của đấy thôi. Còn nếu mà các bác vẫn lựa chọn những cái loại gỗ mà hoàng đàn hoặc ngọc am hoặc bách xanh để đeo thì mà vừa đẹp vừa thơm thì các bác phải chấp nhận là nó sẽ xuống và nó phải nhẹ, thơm nhẹ đi. Nhẹ dần chứ không thể nào mà như lúc mới mua được các bác nhé. Vì là các bác đang sử dụng nó. Ví dụ một món đồ các bác mua về các bác sử dụng nó, các bác cái xe máy đi, các bác mua về mới tinh nhưng mà các bác sử dụng nó để mục đích là đi lại làm việc thì nó sẽ xuống theo thời gian và nó sẽ bị hỏng, phải bảo hành, phải đi sửa chữa theo thời gian. Những cái món đồ ở trên cái đồ xe máy nó phải xuống các bác nhé. Các bác đi vào ổ gà, ổ trâu, ổ ở trên đường mà đường xấu thì nó xuống nhanh. Còn các bác đi mà giữ gìn, biết đi chậm, đi tránh những cái đường đẹp, đi vào những cái đường đẹp, tránh đường xấu thì nó sẽ xuống lâu. Đó là tùy các bác, mỗi người sử dụng theo một kiểu thì nó sẽ xuống chậm, xuống ít. Còn ví dụ mà các bác mua những cái món đồ mà nó có thể sinh ra được kinh tế, các bác đấy là gọi là đầu tư đấy, thì nó lại khác. Còn đây là những cái món đồ mà nó phục vụ cho lợi ích của mình, mà nó phục vụ cho bản thân mình thì gần như là các bác đeo là nó phải sẽ phải xuống, chứ nó không giữ mãi như hiện trạng ban đầu được đâu các bác. Chả có cái sản phẩm nào như thế cả. Nếu mà có sản phẩm như thế thì tôi sẽ sẵn sàng chi ra tôi mua ngay, ai cũng mua hết.
những cái sản phẩm sử dụng thì nó phải cũ phải xuống chứ không thể nào như mới 100% được. Đó thì tôi nói những cái lời này là chia sẻ thật lòng với các bác. Các bác đang có ý định mua với mục đích như thế nào, sử dụng hàng ngày bóng đẹp, cần bóng đẹp bền theo thời gian thì các bác cũng nên chọn những loại gỗ nào. Còn những các bác nào mà mua sử dụng hương thơm sưu tập, thi thoảng bỏ ra thưởng thức cái hương thơm của nó, ít đeo, thì các bác nên chọn những loại gỗ nào. Đó thì các bác có thể nhắn tin vào Mộc Hương Shop 0987863350, Zalo bên tôi sẽ tư vấn cho các bác. Đó là anh em chia sẻ thật lòng với nhau như vậy nhé. Chứ còn bình thường thì trên shop là các bác, người ta sẽ không tư vấn cho các bác đâu. Và người ta, các bác thích loại gỗ nào thì người ta bán cho các bác gỗ đấy thôi, chứ người ta không tư vấn cho các bác, chia sẻ cho các bác những cái kinh nghiệm, những cái ý định mà các bác mua đâu. Và người ta cứ thế người ta bán thôi. Đó thì ở trên này là cái một cái kênh, bên tôi là một cái kênh phong thủy. Kênh không phải kênh phong thủy mà là kênh vòng gỗ, vòng đeo tay phong thủy, chứ không phải là tư vấn phong thủy. Phong thủy thì hơi quá. Kênh về các cái loại vòng đeo tay phong thủy bằng gỗ và bằng đá, hoặc là những cái nhang trầm này, nụ trầm này, miếng trầm, trầm sông, các loại gỗ có tinh dầu thơm như hoàng đàn, đàn hương, bách xanh, ngọc am. Thì các bác có thể lấy đây là một cái kênh để tham khảo, hoặc các bác có thể nhắn tin hỏi cần tư vấn cái gì về các loại gỗ gì thì các bác cứ nhắn tin vào là bên tôi sẽ trả lời các bác. Còn nếu mà các bác muốn đặt hàng ấy thì các bác có thể gọi điện hoặc nhắn tin cũng được, tôi sẽ ưu tiên những cái tin nhắn đặt hàng. Còn những cái tin nhắn mà hỏi liên quan đến những vấn đề khác không phải đặt hàng tư vấn thì bên tôi sẽ ưu tiên trả lời sau các bác nhé. Nên là các bác hết sức là thông cảm vì rất một ngày rất là nhiều tin nhắn, các bác phải hiểu cho tôi cái vấn đề đấy nhé, không thể nào mà trả lời hết được. Các bác muốn mua hàng thì các bác có thể nhắn tin gọi điện trực tiếp nhé, để bên tôi sẽ tư vấn cho các bác. Đây là những cái size 16 ni, ngoài ra còn 14 ni, 18 ni, 20 ni nữa. Các bác có thể gọi điện hỏi và đặt mua hàng. Cảm ơn các bác. Xin chào.